Xin chào các bạn. Hôm nay Trâm Lan BDNI xin giới thiệu với các bạn khu dân cư bộ đội ở khóm 2, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long nha các bạn. Tọa lạc ở kế bên quốc lộ 53, đầu đường quốc lộ 53 nối dài các bạn, đầu Vĩnh Long. Thì đi hướng quốc lộ 53 sẽ về phía Trà Vinh nha các bạn. Các bạn qua cầu Mỹ Thuận, các bạn đi về khoảng 5 cây số về hướng trung tâm thành phố Vĩnh Long là sẽ gặp ngã ba đường Phạm Hùng, tức là quốc lộ 1A cũ đó và quốc lộ 53 nối dài các bạn. Thì cái cung đường và cái khu dân cư bộ đội này thì nó sẽ nằm ở ở bên hông quốc lộ 53 các bạn. Nếu mà đi về hướng Trà Vinh thì bên hông trái, cặp bên hông trái các bạn, còn bên phải thì là sông Cái Cam các bạn ơi. Và khu dân cư giáp bờ sông mặt tiền quốc lộ 53. Còn trong khu dân cư bộ đội này thì chúng ta phải có một cái khu dân cư giáp mặt tiền đã, rồi sau lưng khu dân cư giáp mặt tiền đó thì mới là cái khu dân cư bộ đội nha. Các bạn đang nhìn phía trước là một cung đường sẽ nối thẳng nha, đường dẫn vào Võ Văn Kiệt đó các bạn. Đầu đường Võ Văn Kiệt đang hiện tại đang thi công cầu Cái Cam 2 sẽ nối sang Trường An để đi ra tuyến tranh mới của thành phố Vĩnh Long đó các bạn. Cầu Cái Cam 2 là dài khoảng 800 mét nha các bạn. Đây là toàn bộ này là khu này là đất của bộ đội đó các bạn. Và cái cung đường này cũng là cung đường đang thuộc đất của quân đội đó. Không biết là bên tỉnh họ có thâu lại được không nha. Quân đội ngày xưa họ đổ con đường này để họ dạy lái xe các bạn. Trường dạy lái đang trước phía trước chúng ta là trường dạy lái nha. Hiện tại thì cây cối nó che hết rồi và cái cung đường này thì cái cổng sau của trường dạy lái hiệu trưởng mới về là không cho đi qua các bạn, họ đã đóng cửa rồi các bạn. Có một cái tòa nhà mới xây ở đằng sau mấy cây này để cho các cán bộ công nhân viên của trường nghề người ta ở các bạn. Và phía xa xa để mình lùi lại, hồi hôm bên quân đội họ phát hết cây cối rồi mà mùa mưa xuống cái nó tốt. Phía đó các bạn nhìn thấy không, phía xa xa có tòa nhà 20 mấy tầng đó các bạn, là tòa nhà đó là trung tâm hành chính tỉnh Vĩnh Long mới đó các bạn, nằm ở mặt tiền đường Võ Văn Kiệt đó các bạn. Và nó quy tụ là bảo hiểm xã hội tỉnh, rồi cục thuế tỉnh, rồi báo chí các cơ quan khác nữa là nó nằm ở đó ha. Trung tâm kiểm soát tòa án quân sự, cơ quan điều tra quân sự các bạn cũng nằm đó luôn. Và hiện tại thành phố Vĩnh Long đang xây dựng tòa nhà tiếp khách cấp tỉnh nha các bạn, rất là lớn, nó phải tương đương với cấp quốc gia luôn á các bạn ơi. Họ đang xây dựng kế bên cái trung tâm hành chính tỉnh đó các bạn. Và cái nói sâu hơn về cái khu đất này thì người ta đọc tin là bên quân đội họ phân lô ra để cho những người bộ đội chuyên nghiệp và bán chuyên là có nhu cầu công tác lâu dài ở Vĩnh Long á, thì sẽ được cấp mỗi người một lô đất nha các bạn. Rồi những người nào mà chuyên nghiệp á, thì có phần rồi, còn những người nào bán chuyên thì sẽ được cho thuê. Và sau này người ta có chính sách hóa giá, thì ai mà chấp nhận đóng tiền hóa giá thì sẽ được sở hữu ra sổ đỏ riêng đó các bạn. Còn những ai mà được cấp rồi thì người ta có sổ ngay. Thì đa phần bộ đội mà sẽ theo sự phân công của nhà nước và theo sự nhu cầu của cá nhân có thể xin chuyển công tác ở nơi khác, cho nên là cũng ít số lượng các chú bộ đội có thể ở lại được đây lắm các bạn. Khi họ mà có phân công đi chỗ khác, họ có nơi ở mới thì họ đem họ bán cho dân sinh nha. Bởi vì nhà nước đã cấp sổ đỏ rồi các bạn, thì sẽ có quyền bán đi các bạn. Thì quá trình bán chuyển đi cho dân sinh thì chuyển qua rất nhiều lần, thì cái khu này hiện tại là nó vẫn chưa được phủ kín nhà các bạn. Nó vì là cái trung tâm hành chính chưa hoàn thiện mà cho nên người ta chủ yếu là mua đầu tư các bạn. Người ta mua đầu tư, người ta găm đất cho nên là cũng ít có nhu cầu thật lắm. Nhưng mà thực tế thì sang rất nhiều đời chủ các bạn. Với thứ nữa là có một bộ phận là chủ đất là người ta giàu, người ta để dành đất đó các bạn. Ta có nhà ở đây rồi người ta để dành đất. Và một bộ phận chủ đất thì có rồi nhưng mà ta đang ở sinh sống ở nơi khác, ở tỉnh khác.
người ta chưa muốn về và cũng chưa muốn bán, người ta để lại, cho nên thành ra là nó trống như vậy nha các bạn. Mà ở khu vực này thì sẽ giáp được gần với lại bệnh viện đa khoa thành phố Vĩnh Long nè, rồi bệnh viện Xuyên Á nè, bệnh viện Xuyên Á ngoài cầu Gáy Cam, từ đây ra kế bên chợ phường 9 đó các bạn. Còn ở ngoài đường đường phía xa xa kia, cái chỗ cái cây anten đó đó các bạn, cái anten cao cao của trạm di động á, là chợ phường 9 đó các bạn. Rồi trung gần trung tâm hành chính tỉnh à, nó là cung khu dân cư của bao trung tâm hành chính luôn các bạn. Sau này trung tâm hành chính tỉnh thì sẽ yêu cầu là phát triển quy hoạch, nếu như quân đội mà không giữ được đám đất này thì bên hành chính tỉnh họ sẽ lấy lại hết nha. Các bạn nhìn phía xa xa đứng đây thì mới thấy cái nóc nhà xanh xanh đó, chính là cái nóc nhà mà một trệt một lầu, tòa nhà một trệt một lầu của cán bộ công nhân viên của trường nghề đó các bạn. Nếu hoạt động không hiệu quả cũng sẽ chuyển giao cho tỉnh nhá, bởi vì là quân đội đã có được phân lô đất mới ở bên ngoài lộ Bờ Gòn hay là quốc lộ 53 nối dài khi nãy mình nói á, thì nếu họ mà không kinh doanh dạy nghề mà không hiệu quả là sẽ bị chuyển lại, thì toàn bộ cái khu này này sẽ tương lai sẽ là thành khu dân cư xanh nhá, mega city đó các bạn, sẽ là những lô nhà shop house liền kề với lại những căn nhà biệt thự mặt phố đó các bạn. Mà mình có nghe dự án là ở phía ngoài xa xa đường Võ Văn Kiệt là có rồi ha, còn trong đây thì đất hiện tại đang thuộc quân đội, cho nên là chưa chuyển giao cho tỉnh nên chưa làm được các bạn. Thì về cái phân lô nền ở đây thì đây được phân thành các cái cung đường tầm cỡ khoảng 8 mét đó các bạn, và mỗi bên này có 1 mét cống nữa là 10 mét ha, 6 mét một bên có 1 mét cống nữa là 8 mét đó các bạn, và họ chia thành các lô này, mặt tiền đường này các bạn, lô mặt tiền đường này, lô bề ngoài, và đây là lô góc nha các bạn. Hiện tại lô góc này đang được chủ kêu là 1 tỷ 8 rồi các bạn đó. Các bạn thấy lô góc cũng có các cây cột không, thì phía từ đường vào đến cái cây cột nó là cống đó các bạn, đây này. Các bạn thấy không? Nè, từ 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 cái chỗ này vào đến cây cột nó là hiện tại là cống, tức là thuộc đất không thuộc sổ các bạn. Đất của chung công cộng á. Đó thì cái lô góc này là hiện tại đang kêu giá là 1 tỷ 8. Và kế bên lô góc đó thì nó sẽ có một cái lô kế bên nữa ha, và mặt đó bên bên đó ha, và mặt mặt bên đây là đang nhờ nhờ đất của quân đội nè, nếu như mà tỉnh mà không thu được về đất công cộng là sẽ thuộc quân đội ha các bạn. Thì sau này họ ém lại thì cái hẻm nó chỉ còn độ khoảng 1 mét rưỡi 2 mét thôi các bạn. Bây giờ thì cái hẻm cái mặt tiền đường nó rất là đẹp, nhìn thẳng ra khu trung tâm hành chính luôn với đường Võ Văn Kiệt luôn. Mà sau này mà không may quân đội mà họ xây tường rào họ bao lại á, thì thành cái hẻm phụ nhỏ ha. Và sau lưng của cái lô đầu tiên á, thì sẽ đến những cái lô là 5 x 20 các bạn. Lô đầu tiên cũng là 5 x 20 luôn nha các bạn. Lô đầu tiên từ góc bên kia lại đây nè là 5 x 20 ha. Và tiếp theo sau lưng họ là họ không chừa cái cống sau lưng nha các bạn. Cái khu giáp này là đất giáp danh luôn nè. Các bạn thấy cọc không? Và tường nhà không? Thì kế bên này là sẽ tiếp theo là 5 mét. Cứ 5 mét, 5 mét tới vậy đó. Và sâu là 20 mét ha. Đó, và hai nhà trâu đít nhau. Thì khi hai nhà mà trâu nhau ấy, thì sẽ có 5, 50, cỡ khoảng 1 mét cống đó các bạn. 1 mét cống trên sổ thôi nha. Nhưng mà dở một cái là ngày xưa người ta làm khu dân cư bộ đội này, người ta không làm cống sẵn ở phía sau nha các bạn. Cho nên là các nhà là đều họ xây lấn ra hết nè, nhà nào xây trước là lấn luôn cái cống đó các bạn, rồi họ rào luôn, thành ra là có 1 mét cống đằng sau và cung đường phụ, nhưng mà hai bên nhà đó họ họ sân si, họ xâm chiếm nhau à. Nay là vô mùa xuân rồi các bạn ơi, mùa xuân nắng đẹp, bướm nở rất là nhiều nha các bạn. Ở đây là mấy người hàng xóm người ta trồng hoa trước nhà này các bạn, nhìn thấy không, bướm màu tím rất là đẹp ha, hợp với màu của cây chiều tím luôn ha, rất là nhiều, hàng hà sa bướm luôn, nó nhỏ quá, nó đang nằm lân trong hoa đó các bạn. Đó, hiện tại là đất đang rất là trống nha, và có những người bán, có những người không nha các bạn, cho nên là
tìm trên thị trường thì cũng cũng hiếm, các bạn phải săn mới có nha, qua cơ trung tâm môi giới mới có. Và phía xa xa kia kìa, phía đằng xa xa chỗ cái cây cao cao đó các bạn, cây cao cao mà có cái cây mướp để leo đó các bạn, thì người ta đang bán, người ta đang kêu là khoảng tầm mà mình nghe nói là 1,3 tỷ, nhưng mà chưa gặp được chủ để hỏi cụ thể nha các bạn. Cũng có thể là cò đất họ ép giá chủ nha các bạn, họ ép giá chủ. Và ở trong đây thì khu dân cư người ta xây tùy điều kiện của từng nhà ha, người ta ở đã xây nhà lên là ở ổn định nha các bạn. Đó, cứ cách nhà 5 mét sát nhau vậy đó. Và cái cung căn nhà này này các bạn, căn nhà này này các bạn, là cách đây khoảng 6 7 năm là bán 1 tỷ nha các bạn. Mà cái anh mà chủ nhà hiện tại á, anh đó mình có giới thiệu cho anh đó rồi, khi đó là 1 tỷ 3 đó, mà anh nó lúc đó chưa có nhu cầu chính thức à, anh nó không lại không quan tâm ha. Vậy đến khi mà qua ba tay chủ rồi á, anh quay lại anh nó mua để ở thì anh chấp nhận với giá là 1 tỷ 8 rồi các bạn. Đây căn nhà này cũng là 5 nhân 20 đó, và họ xây theo kiểu Tây á các bạn, bếp nằm đằng trước á các bạn. Đó. Nhà này là xây cho Việt Kiều nha các bạn. Nhưng mà chắc là vì dịch vì đồ, hoặc là Việt Kiều không về Việt Nam nữa cho nên là bán lại ha các bạn. Đó, xây như vậy đó các bạn ơi, xây có hơn một nửa đất thôi, còn phía trước là cái sân rộng ha. Không. Và anh chủ nhà đó là anh trồng hoa đó các bạn ơi, anh rất thích trồng hoa, anh trồng anh nhân nhà cả một vườn hoa luôn các bạn này, và bướm rất là nhiều, và bướm này nó có màu của hoa chiều tím luôn ha, rất là nhiều luôn các bạn, nay được mùa của bướm nở nè, hợp với khí hậu nở quá trời luôn á. Và giới thiệu cho các bạn luôn ở đây là còn hai lô đất 10 mét nè, và đằng sau lưng hai lô đó là một con đường nha, con đường nó đến hai lô đất này là nó cụt nha các bạn, và nó sẽ rẽ ngang về phía đường này là đó, nó đến đến cái châu đích lô đất này là nó có một đường chạy ngang tới cái đường mà có lá cờ đó các bạn, là 2 mét nha, 2 mét. Thì hiện tại thì các nhà đằng sau lưng người ta cũng có nhà, người ta cũng xâm chiếm với lại người ta rào hết trơn rồi, thành ra nó là cống rãnh nha các bạn. Đáng lý là nếu mà nhà nước mà trước đó mà làm cái cống phía sau 2 mét rồi làm con đường đan á thì có phải là đẹp không. Và cái cung đường đằng sau cái đám đất này các bạn này, nó chạy đến đó thì nhà nước không thông lại đường đây nha, nếu mà thông lại đường đây thì quá đẹp. Thành ra rồi cứ không biết là các cụ tính toán cái kiểu gì đó mà cuối cùng ra lại vì tiếc hai đám đất ở đây mà cái con đường đó nó chạy đến đó là nó cụt nha. Nó mà thông ra con đường này nữa thì cũng cực kỳ đẹp luôn đó các bạn. Giá trị đất nó lên biết chừng nào luôn ha. Mình phóng ngang cho các bạn coi chỗ cây xoài có thấy rõ không nha các bạn. Không thấy được các bạn ơi. Phải đi ra đằng sau mới thấy được ha. Và cái lô đất sát nhà chủ nhà đây nè, lô đất sát chủ nhà đây nè là 5 nhân 20, là của một chú đại gia đã nghỉ hưu làm bên tài chính của quân đội, đã nghỉ hưu các bạn. Chú ấy là không bán, chú ấy để dành, và nói nhỏ cho chú ấy có nhà ở đằng chéo chéo bên phía sau lên nhà này, chéo chéo này là một trệt hai lầu, xây là 8 nhân mấy 22 nha các bạn. Một mà xây một trệt hai lầu cho một người con trai ở để lấy vợ nha, còn một người con gái của chú thì chú nó xây một cái nhà đằng sau 8 nhân 22 luôn để cho con lấy chồng nha. Và nói vui thì đi làm cả đời thì không bằng lấy được cô vợ mà hời bố mẹ cho căn nhà ha, xây một căn nhà biệt thự mái Thái 8 nhân 22 luôn cho hai vợ chồng ở ha, quá sướng luôn đó các bạn ơi, lấy vợ xong rồi có nhà ở sẵn luôn, không phải đi lui cui như tụi mình ha. Đây, và đám ở bên đây các bạn, ở bên đây là 5 mét giáp với chú ha, giáp đất với chú. Thì cái chú chủ nhà mới ở bên đây này có bán, đang bán đó các bạn, đang bán. Nhưng mà đám bên đây này, đám bên đây nó bị dính với lại cái nhà này này, cái nhà này là xây lấn sang bên đây mất 10 phần, tức là một hàng gạch đó các bạn. Các bạn nhìn thấy một hàng gạch đơn không, là đáng lý nhá, là đất của họ có 5 mét nhân 20 thôi mà bây giờ đo lòng nhà của họ là 5 nhân 20 nhá các bạn. Thì có phải là hai bên hàng gạch là nó bị dư không? Thì mỗi bên dư 10 phân. Thì như dư cái nhà bên kia châu đích á thì không sao á. Nhà bên kia châu đích thì người ta xây thụt vào, hoặc là cái phần giáp ranh á thì đủ ha. Nhưng mà ở bên đây là các bạn là bị dư nguyên một hàng gạch. Đấy, bạn thấy không, chạy dài có hai cái máy lạnh đó.
hay là nóng hay lạnh đó, là dư nguyên luôn á, là tức là lòng nhà là 5 mét đó các bạn, còn hai bên tường á thì dư đó các bạn, cho nên là cũng khó bán nè, à. Cái đám này khó bán nè, chủ nhà thì lúc thì đang bán cần bán, cần bán gấp, lúc thì kêu để xây nhà đó các bạn ơi, cũng một nắng hai sương ha các bạn. Đó. Thì cũng nói với các bạn nhỏ, cái các bạn là cái nhà mà cháu đích này nè, cái mái xanh xanh đây này các bạn, ngay cây cầu chạy thẳng này này, là ngày xưa của em mình ha, mà em mình cần chuyển công việc lên Sài Gòn rồi bán, nhưng mà lúc đó công chuyện gia đình, bố ốm đau bệnh tật cho nên mình không mua được ha. Khi đó nó bán là 250 triệu các bạn ơi, mà bây giờ thì họ xây nhà lên rồi, đất thì khoảng tầm từ 1,3 tỷ đến 1,8 tỷ đó các bạn. Cái nền góc hồi nãy là họ kêu 1,8 tỷ đấy, còn cái nền kia thì mình chỉ nghe nói là 1,3 tỷ thôi, nhưng mà mình đoán là cò giá nó họ cò đầu tư á các bạn, các người mà làm môi giới mà có chuyên đầu tư á, họ ép giá chủ nhà các bạn, họ không dẫn người chính thức người cần mua đến đâu, mà họ dẫn những cái người bạn cò của họ đến để làm giá chủ nhà đó các bạn, cho nên nhiều chủ nhà là họ ghét cò là vì vậy đó nha. Các bạn thấy ông cò mà làm mà không làm ăn mà không chân chính là sẽ ảnh hưởng đến thế giới cò dữ lắm đó các bạn. Nhà, cho nên nhà nước bắt là những người môi giới phải đi học chứng chỉ là đúng nha các bạn. Dẫn các cái người đồng bạn đồng hao là vô là ép giá, là cứ dẫn hết người này đến người kia là vô là ép giá chủ à. Dẫn các bạn đi vòng vòng các bạn xem bướm màu tím ha các bạn, những chú cô bướm nhỏ màu tím rất là đẹp, nếu như mà bạn lấy cái cây các bạn lùa một cái là nó bay lên rất là nhiều ha các bạn, giờ nó đang nấp ở dưới bông đó các bạn, khi nào mà con gió mạnh nổ qua là nó giật mình nó bay lên quá trời luôn á các bạn ơi, rất là rộng ha các bạn, đang còn thưa thớt ha. Anh chị em bạn bè nào mà có nhu cầu mà muốn về đây Vĩnh Long định cư ở thì rất là tiện nha các bạn, hãy nhanh tay là về mà chọn cho mình một lô nha các bạn. Không sau này bệnh viện phụ sản Vĩnh Long nó mà xây lên sau lưng chợ Phường 9 đó là nhân sự về là sẽ tìm là và sẽ lên nữa nha các bạn. Trung tâm hành chính hoàn thiện nè, cầu Cái Cam 2 hoàn thiện nè. Rồi trung tâm đô thị xanh nó về nó xây nhà phố với lại shop house với lại nền biệt thự là giá đất nó sẽ lên nhá, vậy và đất phân lô bán nền bây giờ là không được ồ ạt như ngày xưa nha. Bên đây còn 10 mét các bạn, kẹt giữa hai nhà này, và căn nhà này nè, căn nhà trước mặt mình chỉ đây nè, là chủ đất là mua là 720 triệu các bạn, sau đó sửa lại được như hiện tại đó và bán 1,3 tỷ nha các bạn, sang tên một cái là nó lên 1,6 tỷ rồi các bạn, và cái người mà hiện tại đang sở hữu là người ta cho thuê mỗi tháng 1 tháng 2,5 triệu các bạn, người ta bán nhưng mà phải được 1,6 tỷ đến 1,8 tỷ người ta mới bán, thì không bán được người ta cho thuê tháng 2,5 triệu thì người ta không bán nữa ha, nếu như mà ai mà trả được giá của họ họ mới bán đó các bạn. Đây các bạn ơi, thời chưa dịch đây, các thanh niên là làm sân bóng này các bạn, làm sân bóng để chơi bóng chuyền rất là vui nha các bạn, nhưng mà khi dịch rồi cái là không không làm được đó các bạn, chơi vào là công an họ vào họ phạt nha các bạn, tụ tập đông người đó. Bên kia là công đường đó các bạn, đó cái phía mà đám đất mà mình mua hụt đó các bạn ơi, là công đường ha, cũng cũng một con đường giống bên đây luôn các bạn, và nó có được một con đường này này, con đường đó song song này, và đằng sau lưng của cái nhà mà xanh xanh nhé các bạn, sau lưng nhà xanh mình phóng lên nè, sau lưng nhà xanh mà các bạn ạ, đó đó sau lưng cái nhà xanh đó là sẽ châu đuôi với lại một cái nhà nữa, và cái nhà đó là mặt tiền đường đó các bạn, và mặt tiền đường cũng giống như vậy này, là trong khu này có 3 con đường song song như vậy, cộng với lại một con đường ở đằng ngoài kia nó là 4, rồi ra tới về hướng Võ Văn Kiệt nó là có nó là 5, 6, 7 vậy đó các bạn, thì con đường ở đằng sau lưng cái nhà xanh này lại là bị cụt nha các bạn, nó có một cái đường nó cũng chạy thẳng ra đụng cái đường mà nhà có lá cờ đó các bạn, nhà lá cờ mình chỉ đó, nhưng mà nó lại vướng một
một cái ao của nhà người ta là đã được cấp đất rồi đó các bạn, và không thương thảo được, người ta không cho nay người ta lấp ao xây nhà, người ta làm cái cổng luôn đó, thành ra là người ta xây bịt con đường, tường rào người ta bịt con đường luôn đó các bạn, bị cột đó các bạn. Vô thì vô đường đây này các bạn đó, vô cái đường bên đây này đó, rồi chạy tới đến cổng sau trường á các bạn, cổng sau trường cũng cụt luôn, thì có con trước trước khi vào cổng sau đấy có con đường đó, thì rẽ vào trong khu đó và bị cụt các bạn, cụt đó chạy đến hết cái dãy đường đó đó là cụt luôn. Thì đất ở trong đó thì nó vì cụt cho nên nó sẽ nhẹ hơn ở đây tầm khoảng 50 đến 100 triệu, tùy thương lượng giữa người cần bán và người cần mua nha các bạn. Người mà cần gấp bán thì nó có thể được giảm 100 triệu, mà người mà cần mua, người bán không cần bán thì nó có thể giá giảm khoảng 50 thôi các bạn, nhưng mà nó sẽ không bằng được ở đây các bạn ơi. Thì nó cụt mà các bạn. Đó, cứ 5 nhân 20 người ta có phân lô, người ta đếm luôn nữa các bạn. Ta đánh số luôn, đánh số theo cái lô mà phân trên cái bản đồ quy hoạch của bộ đội các bạn, còn còn trên giấy tờ sổ đỏ của nhà nước đó thì là nó là thửa đất nha các bạn, thửa đất số mấy thuộc tờ bản đồ số mấy nằm ở vị trí nào. Còn bên quân đội thì họ sẽ ghi là lô lô tám mấy, ví dụ như họ phân thành 100 lô thì họ đánh số từ lô 1 đến lô 100 các bạn. Đây này, trước họ có ghi đây mà lâu quá rồi cái nó mờ đó các bạn. Còn vị cách phân lô ở đây á, thì họ có đóng cọc đó các bạn, họ có đóng cọc sắt đó các bạn, cọc sắt ở ngay hết cái diện tích cống đó các bạn, phía sâu vào 1 mét, hơn 1 mét đó là có các cái cọc sắt phân lô, thì khi đào đào sâu xuống là sẽ thấy các bạn, tức là lâu năm quá rồi đất cát nó rồi rác nó vùi lấp các cái cọc có đi đó các bạn, thì đào sâu xuống một tí thì sẽ thấy. Còn nếu mà không thấy được nữa, không phân biệt được thì phải kêu địa chính xuống à, hoặc là cái cách mà hay nhất là cái cách mà đo nè, đo đo trâu lưng với lại nhà mà trâu lưng với mình đó các bạn, đo chạy lại đây thì là đúng ha các bạn, vì họ không ai mà phân phân mà 2 lô mà tự nhiên lật nhau hết trơn nha. Đó thì mình giới thiệu cho các bạn mới có một cái khu, một cái con đường ở đây thôi ha, đi vòng vòng xung quanh đây thì sẽ có cũng rất là nhiều nhà xây cố định cao giáo nha, và có điều kiện nha các bạn, và đừng đường phía xa xa đằng sau lưng cái mái đỏ đỏ cái kia các bạn, mái đỏ đỏ mà sau lưng cái nhà này là có một tòa nhà rất là đẹp đang xây nha các bạn, xây kiểu hiện đại luôn các bạn, một trệt một lầu mái Thái mà rất hiện đại. À, nhưng mà mình không biết tiếp cận được chủ nhà các bạn cho nên không dám review nha các bạn, sợ gặp chủ nhà khó tính nhá. Mà mình review tầm bậy rồi cái người ta thắc mắc rồi người ta chửi mình mất công lắm các bạn ơi. Nếu gặp mình xin được thì và mình review cụ chi tiết về nhà cửa rồi hình thức xây dựng này nọ, cách thức xây dựng thì mọi người cùng tham khảo ha, còn không thì chỉ là đi vòng vòng lướt qua sơ cho các bạn nhìn thấy thôi, nhìn rất là mê ly luôn các bạn ơi, có đẹp luôn, diện tích là 8 nhân với lại 22 đó các bạn. Các bạn đang để ý xem các cái đàn bướm tím nó đang bay lên đó các bạn, đó, các bạn thấy rất là nhiều. Mê cái khu này thì họ có một số cái lô mà trâu họ không để lối thoát hiểm các bạn, trâu đích là trâu sát luôn đó các bạn. Rồi cái ngã mà bên phía lá cờ đây nè các bạn, bên phía lá cờ mà đi hết ngã ba là đụng nhà đó các bạn, là diện tích lớn độ sâu dài hơn nhé các bạn, tầm cỡ 37 đến 40 mét vuông, 40 mét chiều sâu đó các bạn, thì ngang này khoảng 6 mét, 7 mét, 8 mét, rồi 10 mét, 12 mét là tùy nhá các bạn, vì là những cái lô đó là phân lô cho những cựu cán bộ ngày xưa các bạn, cựu cán bộ bên quân đội, bên công an mà thời ngày xưa các bạn ơi. Cho nên là phân lô rất là lớn, có những người mà 20 mét chiều ngang luôn đó các bạn, thấy cắt cho con nè, ở bên đây nè, xong rồi bên đây là một nhà nè, sau bên đây là còn cỡ khoảng là 10 mét là đang cái nhà nhỏ nhỏ thấp đó nha, và bên đây cái nhà mà cái mái cao cao đó các bạn là của ông bà mới xây lại đó các bạn thấy không.
Và có một tin là cái nhà nhỏ nhỏ của ông bà là sau này con đường này này sẽ mở thẳng ra quốc lộ 53 luôn đó các bạn. Nếu mà mở thẳng ra quốc lộ 53 thì chỉ mất nhà ông bà với lại một nhà cháu đít của nhà ông bà thôi à. Mà mỗi nhà là 40 đến 50 mét á, thì từ là từ từ cái cá cờ nó ra quốc lộ 53 là khoảng 100 mét ha các bạn. Đó là quốc lộ 53 đằng sau lưng đó các bạn. Khoảng 100 mét là tới ha. Đó, cái người mà mới vào xe đó bạn nhìn thấy không? Người mới vào xe đó là con rể của cụ à, con rể của chủ nhà, là người đó là chủ nhà ha, và đang công tác bên ngành công an đó các bạn. Đó, anh đang mở cửa vào đó các bạn, là con rể ha. Con rể được bố vợ cho đất rồi cái kiếm vai vợ chồng kiếm tiền cũng là hơn 10 năm trời làm là mới có tiền xây được cái nhà đó các bạn. Anh đang 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 mở cửa vào đó các bạn. Đó là căn nhà nhỏ này ông bà ở này, và ông bà mới xây căn nhà lớn bên cạnh này các bạn. Căn nhà lớn mái thái bên cạnh các bạn thấy không? Các bạn thấy cái căn nhà lớn mái thái bên cạnh không? Đó mình chỉ nè. Đó. Thì ông bà sợ, mình cũng nghe thông tin bên lề thôi là sẽ mở đường thông như vậy đó, nên là căn nhà đó là để lại làm kỷ niệm, hiện tại đang cho thuê các bạn. Cho thuê làm kho chứa đồ bán các đồ mà nội 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 gia thất gia dụng đó các bạn, móc với lại cây lau nhà với lại đồ mà dùng để nội trợ các bạn. Bữa nay trời Vĩnh Long rất là mát nhé các bạn, mát cho nên là bướm nó hoạt động rất là nhiều nha. Thì mình nói nhỏ là các cái mặt ở đằng 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 này nè thì 5 x 20 nè, mặt đằng này là cũng 5 x 20 nè, hai bên đường nha, mặt đằng đó là 5 x 40 hoặc là 8 x 40 hoặc là 10 x 40 nha các bạn, hoặc là 6 x 40, họ cắt rất là không đồng đều các bạn ơi, một diện tích rất là lớn và nó xuyên con đường nó là nó lớn như vậy đó. Còn cái mặt bên đây á, thì cái mặt mà đối diện mà bên mình đang đứng đây nè, mà cái cũng con đường đó đó, thì cái mặt bên đây nè thì lại là 8 x 22 các bạn. Nguyên một loại dãy là 8 x 22 luôn, và cái công ty của mình á là sếp mình mua tới 2 đám 8 x 22 là các bạn. Và cái video trước á, mình có làm đó là diện tích là sếp xây nhà mái thái á, các bạn, một trệt mái thái đó các bạn ạ. À, trên diện tích là 150 m² nha. Còn lại một bên đó thì còn hơn đó thì để làm sân với lại chỗ mà nấu ăn cho anh em có ăn, hoặc lâu lâu tổ chức anh em công ty ăn đó, rồi làm một cái mái nhà để xe rồi rồi dựng lên thành một cái gác để toàn bộ là cây cảnh ở trên đó nha. Đam mê cây cảnh nha, thỏa mãn niềm đam mê nha các bạn. Bạn bạn thấy không? Thấy vị trí của khu dân cư bộ đội Vĩnh Long không? Rất là VIP. Hiện tại thì nhà cửa là những người nào về đây xây nhà, những người mà xây trước thì mình không nói nha, người xây nhà mới ở đây toàn xây một trệt một lầu mái thái không ạ. À bạn, kiểu như cái nhà này nè đó, và có một cái nhà kia mà rất là đẹp luôn các bạn, hiện đại đó, kiểu như cái nhà mình đang phóng lớn sau cái cây chuối đó các bạn, là họ toàn xây như vậy không nhé các bạn. Cho nên là các bạn nào mà xem được cái clip của mình nhá, mà có nhu cầu mà muốn về Vĩnh Long ổn định cuộc sống thì hãy nhanh tay về để kiếm cho mình một đám nha các bạn. Không có là khi họ quy hoạch hoàn chỉnh cái khu đô thị hành chính á, thì giá đất nó lên không biết chừng nào nha bạn, có thể gấp đôi gấp ba và hơn nữa nha các bạn. Tất cả Vĩnh Long bây giờ là đang là đại công trường các bạn ơi. Đường xá là họ mở xuyên thành phố nha các bạn. Ngày xưa thì chỉ có cung đường bao á thì mới phát triển thôi, còn đất lòng ở trong lòng thành phố thì nó là đất rừng đất vườn đó. Cũng người ta đã bây giờ nhà nước là quy hoạch lại hết nha các bạn, xây đường lớn luôn các bạn ơi. Và cái cung đường lớn lên là xây lên là đất sẽ lên rất là nhiều nha các bạn, gấp tới hơn 10 lần các bạn ơi, 25 triệu 35 triệu một mét vuông á. Thì bây giờ khu ở đây nó đang tầm từ 1 triệu 1,5 triệu đến 2 triệu ha. 1 triệu 8 là kêu giá cái nền góc này các bạn. Đó, còn 1 triệu rưỡi là kêu giá các nền này này. Còn như mình nói cái nền hồi nãy 1 triệu 3 là các cò đang ép giá của chủ nhà và họ chưa bán đâu. Chưa bán đâu các bạn.
tại vì chốt một triệu 13 triệu á, tức là 1 tỷ 3 các bạn, là chốt trước dịch lâu lắm rồi, là đã chốt cái giá đó rồi ha. Và bây giờ cũng giữ cái giá đó thì nghĩ là chủ nhà mà cần tiền lắm thì họ mới bán thôi ha. Hiện tại thì mình như mình mà sống ở đây á các bạn, thì mình lại thích là giữ nguyên nét hiện trạng á các bạn. Giữ nguyên nét hiện trạng chỉ mình nhà mình nổi bật là được, các bạn có điều kiện trang trí nổi bật là được thôi. Nếu bạn giữ nguyên nét hiện trạng á, thì rất là đẹp các bạn. Gần gũi với thiên nhiên ha. Và có thể chăn nuôi thả gà được các bạn. Cho nó chạy vào đây nè, chạy vào các khu này nè. Thả trâu thả bò thì không được ha, bất tiện ha, nhưng mà thả gà thì được ha. Rồi thứ hai nữa là nó trống, nó rất là thoáng các bạn ạ. Không có nhiều nhà thì nó rất là thoáng, thoáng gió và rất là mát. Và những cái cây mà bông hôi này này, nó lên bông rất là đẹp các bạn. Cây này là trong vị thuốc đông y, nam y của mình có nha. À, chữa là bên bệnh xương khớp với lại dạ dày thì phải. Và thứ hai nữa mình có đau chân đồ mình hay cũng lấy đắp lắm các bạn. Đó là cây bông hôi đó, hiện tại nó đang mùa hoa rất là đẹp các bạn. Các bạn nhìn trên hình thì không biết có đẹp hay không nhé, mình nhìn ngoài thực tế là rất là đẹp các bạn ơi. Màu trắng tinh tinh khít luôn các bạn. Thế mình lại gần cho các bạn xem một bông coi nha. Cây này là làm thuốc được nha các bạn, cầm máu được nha các bạn. Nếu mà bị chảy máu thì có thể đắp vào cầm máu nha. Đó, các bạn thấy không? Rất là đẹp. Và nó cũng là một cái bài lá sông đó các bạn. Nếu như mà các bạn dùng bài thuốc để sông, để tắm giải cảm với lại phòng chữa Covid đó là lá bông hôi này, các bạn không thể bỏ qua được ha. Đó. Nguyên một rừng luôn này. Mình đã chặt bỏ rất là nhiều rồi đấy nha, nhưng mà mình thấy sự lợi ích của nó nên là mình cũng không, mình cũng để, mình không có chặt, không có thời gian để chặt nữa các bạn. Và có thể trồng cả cây na để ăn quả này các bạn. Rồi cây cổ bác, cây cổ bác mà mình có clip đó, cây cổ bác rất là hiệu quả trong việc tắm rửa để trị rôm sảy, nổi đèn, nổi mụn đó các bạn. Cây cổ bác này là lợi ích lắm nha. Con của mình bị nổi đèn mà sau khi nó nằm viện về, nó uống thuốc rồi nó ốm, nó sốt phát sốt xong nó nổi nổi ban đỏ khắp người luôn các bạn, nhìn ghê lắm, không không như nổi rôm nữa các bạn. Nó nổi mà y như là nổi mày đay toàn thân nữa các bạn, như mọc sưởi á các bạn. Rất là khiếp và nó ngứa ngáy, nó khó chịu, nó quấy khóc nha, mà đi nằm viện á, bác sĩ chỉ đến ngày thứ ba mà không thấy khỏi nha, bác sĩ bỏ chạy luôn các bạn ơi. Bác sĩ không dám kê thuốc nữa luôn á. Giờ về người ta mách mình lấy cái lá vác này nè các bạn. Mình nấu mình cho cháu tắm nước để cho nó nguội đi, tắm nước cốt luôn ha, nó nguội nó vừa nóng á các bạn, tắm nước cốt luôn chứ không pha nước lạnh nha. Xong sang ngày thứ ba là nó lặn luôn, nó khỏi luôn các bạn. Và bây giờ là hàng lâu lâu á mà nhớ là mình toàn ra mình hái về để nấu lên cho tắm cho các cháu hoặc tắm cho mình luôn đó các bạn. Và cái lá vác này đặc biệt là nó có lông tơ rất là nhiều các bạn, khi mà các bạn nhặt lá rác với lại giữa là các bạn không được vò, các bạn mà vò mạnh đó là lông tơ nó sẽ hòa vào nước đó. Các bạn mà rũ không hết đó, các bạn nấu là nó hòa vào trong nước đó các bạn, mà khi các bạn tắm lên người là nó sẽ ngứa nha, ngứa, nó ngứa đau lắm mà các bạn ơi, nó ngứa châm chích đó. Cho nên là cái clip của mình giới thiệu về cây lá vác này, mình cũng có dặn dò là các bạn là hãy rửa sạch thôi chứ đừng có vò nó, mình rũ cho nó sạch đất đồ thôi với lại nhặt rác nó ra thôi các bạn. Rồi mình nấu lên rồi mình tắm nó rất là khỏe. Và bài lá thuốc sông thì cũng nên có nó nha, nó trị sát khuẩn rất là tốt các bạn. Thật sự tình là nó như một thần dược luôn đó các bạn ơi. Con cái mình mà nó nổi rôm lên cái là ra lấy nó tắm cho nó cái hồi và 2-3 hôm là nó cũng hết rôm luôn đó các bạn. À, hôm nay thì tán mạn với lại mọi người về cái khu đất này. Để rồi thì mọi người có nhu cầu thì
hãy nhanh tay về đầu tư cho mình một miếng, hoặc là 2 3 miếng, 4 5 6 7 8 9 10 miếng vậy đó. Đám 5 nhân 20 này cũng được nè. Thì để ở hoặc là đầu tư chờ giá lên thì bán, và xác định thì giá nó sẽ lên. Khu đô thị xanh họ mà khởi công là giá lên, và hoàn thiện khu trung tâm hành chính kìa. Rồi bệnh viện phụ sản Vĩnh Long. Bệnh viện phụ sản Vĩnh Long thì mình chưa có điều kiện ra sâu cho các bạn, hiện tại thì họ cũng đang đóng cửa nha, họ mới động thổ được các bạn. Họ trăng rào hết trơn rồi và động thổ rồi mà chưa có vốn, hay là vì lý do giấy tờ pháp lý gì đó là họ chưa thi công. Nó nằm ngay sau chợ phường 9 luôn các bạn, kế bên ban quản lý đô thị Vĩnh Long. Gọi là cũng là đối diện bệnh viện đa khoa thành phố Vĩnh Long luôn các bạn. Cũng là đối diện bệnh viện Xuyên Á luôn. Ngay chân bên này cầu Cái Cam và bên đây sông Cái Cam. Đó, các bạn không? Ở Vĩnh Long này rất là tuyệt các bạn ơi. Trường học nè thì gần nè các bạn, ngay khu Võ Văn Kiệt này là trường mẫu giáo nè, cấp 1 nè các bạn. Võ Văn Kiệt bên tay phải mình nè, trung tâm hành chính nó đi đi gần lại đây nè các bạn, là trường mẫu giáo, trường cấp 1 chuẩn quốc gia nha. Bên tay trái mình nè, bên tay trái mình nè là trường nghề cũ bộ đội đúng không, là chuyên dạy nghề, trung cấp nghề, các loại nghề mà cho bộ đội phục viên hay học đó, và dân sự cũng được ha, kể cả dạy lái xe, và họ có sân để sát hạch lái xe cấp bằng luôn các bạn, cấp giấy phép lái xe các bạn. Và đây chỗ thẳng tay mình đây nè, thẳng tay mình đây này là tức là sau cái tòa nhà mà xanh xanh mình chỉ là đi thẳng ra ngoài đường Phạm Hùng, đó là trường cấp 2 3 của Trung Vương á, cấp 2 3 tên là Trung Vương á, trường trung học phổ thông Trung Vương và trường trung học cơ sở Trung Vương á các bạn. Và đường phía như mình nói là phía cách xa xa chỗ cái cây anten viễn thông đó các bạn, trên nóc nhà đó các bạn, là chợ phường 9 này, rồi bệnh viện Xuyên Á này, rồi đi lên chợ Trường An cũng rất là gần nha các bạn. Trung tâm hành chính tỉnh thì kế bên. Đây là một địa điểm lý tưởng để cho mọi người an cư và lạc nghiệp nha các bạn. Rất là lý tưởng luôn. Bên hông, bên phía nam cầu Mỹ Thuận ha, đi về hướng Vĩnh Long là bên gọi là bên bờ nam của sông Tiền luôn đó các bạn. Sau trường cấp 2 3 Trưng Vương đó mình nói á, tức là cũng là mặt tiền đường của trường trung cấp trường cao đẳng nghề số 9 của quân đội của Vĩnh Long các bạn. Thì bên kia đường sẽ là một cái khu dân cư hai mặt nha, khu dân cư hai mặt tức là một 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 mặt là mặt đường và một mặt đằng sau là mặt sông đó. Và khu dân cư mà đối diện với mặt sông á thì là sẽ nhìn ra sông Tiền đó các bạn. Và là nguyên khu này là nằm ở phía nam bờ sông Tiền rất là lớn các bạn, và ở ngoài đường Phạm Hùng đó hiện tại thì họ đang quy hoạch lại nha, thành công Vin nè, giờ khu giải trí bờ sông, và đặc biệt là có bến tàu khách rất là lớn nha các bạn, đã có tàu mấy nghìn khách về rồi đó các bạn ơi, và hiện tại là đang hoàn thiện nhà đón khách và chuẩn bị xây bến nha các bạn, rất là đẹp các bạn ơi, không có gì để chê được nha các bạn. Khi mà họ quy hoạch lên đầy đủ rồi á thì giá nó sẽ lên rất là nhiều lần nha các bạn. Hiện tại là những người nào mà đầu tư ở cấp bậc trung á các bạn thì các bạn nên hên tay mà đầu tư sớm nha. Đó, các bạn thấy người vừa đi xe máy không các bạn? Người vừa đi xe máy á nha, là con rể của cái chú ở ngã ba đường có lá cờ phía sau mình vừa nói đó. Và cũng là một tay săn đất ở đây nha các bạn. Họ là cứ có tiền để dành là dư là săn nha, nhưng mà hiện tại với giá hiện tại bây giờ thì là vượt quá khả năng rồi các bạn ơi. À, anh đã mua đám đất mà của em mình mà mình mua hụt đó 250 triệu đó các bạn. Anh đã bán là 295 triệu. Thì cũng cách đây là 7 8 năm mà các bạn, 6 5 6 năm rồi. Thì anh bán 295 triệu là anh thấy là lời 45 triệu ha, là anh đã mừng lắm rồi các bạn. Nhưng mà khi mà cái người mà người ta mua rồi á thì người ta lại xây nhà đó, và cái nhà là ta đang ở đó các bạn, đây này. Đó, nhà mà mái xanh nãy giờ mình chỉ mình nói đó. Đó thì người ta đang ở cái nhà đó, thì sau khi người ta xây xong cái nhà đó thì cũng cách khoảng mấy tháng rồi nó lên 300 triệu các bạn, nó lên 300 triệu thì anh ấy quay qua quay lại anh tính mua một đám khác á để bù vô đó các bạn, là bạn thấy là đã lỗ, là nếu mà mua được trên 300 triệu thì đã thấy lỗ nha. Sau nó lên 400 thì không kịp mua nữa, lên 800 và cũng không mua nổi nữa rồi, bây giờ thì nó lên tầm cỡ 1 tỷ rưỡi đến 2 tỷ rồi các
thì là chịu thua các bạn, đã không mua được rồi ha. Có ông xui già ông nó bán ha, ông xui già thì ông nó bán ha, không biết đường 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 nhà mà đường nhà vợ của em trai của vợ của anh ấy đó. Là có đám đất là bán kêu là 470 triệu 822 á, mà anh ấy cũng không mua ha, giới thiệu cho người ta mua ha. Cái giờ thì đất ở đó là lên 3 tỷ các bạn, 822 á, tức là 822 nãy giờ mình nói là mặt 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 đằng đó đó các bạn, là lên 3 tỷ, 3 tỷ là 822 ha. Còn 520 thì hiện tại là đang mức là phải 1 tỷ rưỡi đổ lên đó các bạn. Còn đến chuyện 1 tỷ 3 cái đám này thì lại mình lại nói lại nha, là cò đang ép giá chủ mà chưa chưa có giao 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 kèo hợp đồng á các bạn, cho nên là nó chỉ mà lời đồn thôi, và cũng có thể là cò họ tung ra cái lời đồn để những người mà có sở hữu đất ở đây á, người ta cần chuyển công tác đi chỗ khác, người ta không bán ở giá cao để họ chộp vô, họ là đầu tư cho giá rẻ các bạn. Này các bạn ơi, một cây mimosa ở bên nước Nga này các bạn, tự nhiên còn sót lại một cành với cái thế rất là đẹp á các bạn. Này là không phải mimosa của Việt Nam mình nhá, mimosa ở bên nước Nga đó, các bạn thấy không, rất là đẹp, tự nhiên tạo được một cái thế có một một cành một à. Mấy cành kia bị chặt bị đốt hết rồi, nó còn sống được cành mà nó ra nghi như vậy này các bạn. À, nếu như mà cây mimosa của Việt Nam mình mà nó lớn được như vậy nè, là bonsai là cũng trị giá là mấy triệu đến mười mấy triệu ha, rất đẹp luôn các bạn. Nếu mà vườn rộng các bạn để một cành như vậy để làm bonsai ngắm cho nó vui ha, nó ra quả nha các bạn này. Cây này thì nhiều nhiều bạn cũng biết rồi ha, cây này đụng cái là nó thu lại lá này đó các bạn. À, Việt Nam mình hay gọi là cây xấu hổ đó các bạn, thu lá lại ngay này, bông nó cũng giống như bông của cây xấu, cây mimosa của mình ha, cây xấu hổ của mình nha, nhưng mà nó to hơn, màu nó không 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 có vẻ không đẹp bằng cây xấu hổ của mình. Đó, các bạn thấy đúng không? Màu nó không đẹp bằng cây xấu hổ của mình. Tiếng nhà máy xay trộn bê tông đang hoạt động đó các bạn, này là người ta thuê trong quân đội, người ta làm ở trong đất quân đội đó các bạn. Bạn thấy tiếng ồn không? Với thứ hai nữa là tiếng của máy móc đang hoạt động, đang khởi công cái trung tâm tiếp khách của tỉnh nha các bạn, hay gọi là nhà khách tỉnh Vĩnh Long đó. Ở đây khu này thì lâu lâu sẽ có máy bay trực thăng của quân đội tập đó các bạn, máy trực thăng của quân đội tập lâu lâu các bạn sẽ, nếu bạn về đây ở các bạn sẽ được nghe của quân đội họ tập, họ bay rất là thấp đó các bạn, máy trực thăng á, rồi lâu lâu cũng sẽ có máy bay đậu phản phản lực đó các bạn, Su á, nhưng mà do nó bay cao quá mà mình chỉ nghe tiếng nó phản lực, nó để lại các vệt khói, nó bay thấp đó, mình biết là máy bay tập thôi chứ không biết là su mấy các bạn. Rồi thì mình cũng tâm sự với lại mọi người về thông tin một chút về đất nền của khu dân cư và cái cảnh quan cuộc sống của khu dân cư bộ đội phường 9 thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long đó các bạn. Các bạn có nhu cầu thì các bạn hãy nhanh tay nhanh chân về đáp xuống để mà kiếm cho mình một đám ha các bạn. Nếu như mà các bạn ở xa có thì có thể liên hệ với mình nha, liên hệ với lại bất động sản Trâm Len
để mình có thể giới thiệu cho các bạn những đá vị trí đất tốt nhất, và các bạn ưng thì các bạn giao dịch cho các bạn. Thì cái cảnh quan cuộc sống ở đây thì mình cũng đã giới thiệu rồi đó các bạn, cũng là rất là tuyệt vời, yên tĩnh và đầy đủ dịch vụ ha các bạn, rất là thân thiện. Ở phía dưới vào trung tâm hành chính cổ của Vĩnh Long đó, thì khoảng 4 km thôi các bạn, có siêu thị, có Mắc nè, rồi đi xa xa về phía đài truyền hình Vĩnh Long đó, thì có Vincom nè, Vincom rồi Vin Vinmark nè, rồi Vin Plaza đó các bạn, rồi các tòa nhà shop house của Vincom, Vinhome đó các bạn, rồi khu đài truyền hình, công viên đài truyền hình, và Vĩnh Long đang phát triển mở rộng các cung đường trong lòng thành phố đó các bạn, rất là đẹp. Các khu bờ kè cũng đã được quy hoạch lại rất là tốt, thì mọi người có thể về đây an cư lạc nghiệp ha, và mua đầu tư để dành cũng được ha các bạn. Đây, các bạn hãy nhanh tay liên hệ, và nếu các bạn mà thấy hay thì hãy cho mình xin một like rồi comment bình luận trao đổi ý kiến ở dưới phía dưới clip mà các bạn, phía dưới video á, và đăng ký giúp mình một subscribe để có gì mình có video mới á, các bạn tiện theo dõi ha, và để các bạn nhanh được theo dõi các bạn bật chuông, là đặt là bật chuông tất cả các bạn, thì YouTube họ sẽ thông báo cho các bạn biết là kênh của mình có video mới á các bạn. Và tiện đây thì mình cũng nói là sau này mình sẽ giới thiệu dịch vụ cho các bạn là những cái khu đất, khu nhà nền biệt thự ở khu thuộc Phong Phú 1, 2, 3, 4 Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn, là bao gồm là các tòa nhà chung cư nè, rồi các cái căn nhà shop house, căn nhà liền kề nè, Lovera Bắc nè, rồi Lovera Vista nè, rồi các căn nhà biệt thự Lovera Premier nè. Thì những căn nhà biệt thự nó thì diện tích là 400 mét vuông hoặc 200 mét vuông đó các bạn, diện tích đất đó các bạn, rồi những đất nền biệt thự nè, rồi đất nền shop house nè, rồi đất nền đơn lẻ của khu trung tâm Phong Phú Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn, và có thể xa hơn là Cần Giuộc, Long An và các địa phương lân cận thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ với lại bất động sản Trâm Len nhé các bạn, thì sẽ được giới thiệu với lại mức giá hợp lý và ưu đãi nhất, vừa lòng khách đến và hài lòng khách đi nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình ạ, và nhớ là cho mình một like và subscribe nha các bạn ơi. Chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng sống, và luôn luôn an khang thịnh vượng, thành công trong cuộc sống, và theo dõi kênh của mình nha. Bye bye, chào tạm biệt.